Thầy Tu Bồ Đề, Đức Phật do Bát Nhã Ba La Mật hiển thị thế thế gian không nên biết thế gian không, hay thế gian không, tư duy thế gian không, phân biệt thế gian không. Thế nên Bát Nhã Ba La Mật hay sanh chư Phật, hay hiển thị tướng thế gian. Lại này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hiển thị Phật thế gian không? Hiển thị Phật thế gian không thế nào? Hiển thị ngụ ấm thế gian không, nhẫn đến hiển thị nhất thiết chủng trí thế gian không? Thế nên Bát Nhã Ba La Mật hay sanh chư Phật, hay hiển thị tướng thế gian. Lại này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hiển thị Phật thế gian bất khả tư nghì. Hiển thị ngụ ấm thế gian bất khả tư nghì, nhẫn đến hiển thị nhất thiết chủng trí thế gian bất khả tư nghì. Lại này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hiển thị Phật thế gian ly. Hiển thị ngụ ấm thế gian ly, nhẫn đến hiển thị nhất thiết chủng trí thế gian ly. Lại này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hiển thị Phật thế gian tịch diệt. Hiển thị ngụ ấm thế gian tịch diệt, nhẫn đến hiển thị nhất thiết chủng trí thế gian tịch diệt. Lại này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hiển thị Phật thế gian rốt ráo không? Hiển thị ngụ ấm thế gian rốt ráo không, nhẫn đến hiển thị nhất thiết chủng trí thế gian rốt ráo không? Lại này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hiển thị Phật thế gian tánh không? Hiển thị ngụ ấm thế gian tánh không, nhẫn đến hiển thị nhất thiết chủng trí thế gian tánh không? Lại này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hiển thị Phật thế gian vô pháp không? Hiển thị ngụ ấm thế gian vô pháp không, nhẫn đến hiển thị nhất thiết chủng trí thế gian vô pháp không? Lại này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hiển thị Phật thế gian hữu pháp không? Hiển thị ngụ ấm thế gian hữu pháp không, nhẫn đến hiển thị nhất thiết chủng trí thế gian hữu pháp không? Lại này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hiển thị Phật thế gian hữu pháp không? Hiển thị ngụ ấm thế gian hữu pháp không, nhẫn đến hiển thị nhất thiết chủng trí thế gian hữu pháp không? Lại này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hiển thị Phật thế gian vô pháp hữu pháp không? Hiển thị ngụ ấm thế gian vô pháp hữu pháp không, nhẫn đến hiển thị nhất thiết chủng trí thế gian vô pháp hữu pháp không? Lại này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hiển thị Phật thế gian độc không? Hiển thị ngụ ấm thế gian độc không, nhẫn đến hiển thị nhất thiết chủng trí thế gian độc không? Thế nên, này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hay xuất sanh chư Phật, hay hiển thị tướng Phật thế gian. Lại này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật sâu xa này hiển thị tướng thế gian, đó là tướng chẳng sanh đời này, đời sau. Tại sao vậy? Vì các pháp không có tướng dùng sanh đời này, đời sau được. Ngài Tu Bồ Đề thưa, bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật này vì sự lớn mà phát khởi, vì sự bất khả tư nghì mà phát khởi, vì sự bất khả xưng mà phát khởi, vì sự vô lượng mà phát khởi, vì sự vô đẳng mà phát khởi. Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề, đúng như vậy, này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật này vì đại sự, vì bất khả tư nghì sự, vì bất khả xưng sự, vì vô đẳng đẳng sự, vì vô đẳng sự mà phát khởi. Thế nào Bát Nhã Ba La Mật vì đại sự nên phát khởi? Này Tu Bồ Đề, đại sự của chư Phật là cứu tất cả chúng sanh, chẳng rời bỏ tất cả chúng sanh. Thế nào Bát Nhã Ba La Mật vì bất khả tư nghì sự nên phát khởi? Này Tu Bồ Đề, bất khả tư nghì sự là Phật Pháp, là Pháp của Như Lai, là Pháp của Đấng Tự Nhiên, là Pháp của Bậc Nhất Thiết Trí. Thế nào là Bát Nhã Ba La Mật vì bất khả xưng mà phát khởi? Này Tu Bồ Đề, sự bất khả xưng là vì trong tất cả chúng sanh không ai có thể tư duy xưng lược được Pháp của Phật, Pháp của Như Lai, Pháp của Đấng Tự Nhiên, Pháp của Bậc Nhất Thiết Trí. Thế nào là Bát Nhã Ba La Mật vì sự vô lượng mà phát khởi? Này Tu Bồ Đề, trong tất cả chúng sanh không có ai thể lường được Pháp của Phật, Pháp của Đấng Như Lai, Pháp của Đấng Tự Nhiên, Pháp của Bậc Nhất Thiết Trí, thế nên Bát Nhã Ba La Mật vì sự bất khả lượng mà phát khởi. Thế nào là Bát Nhã Ba La Mật vì vô đẳng đẳng sự mà phát khởi? Này Tu Bồ Đề, trong tất cả chúng sanh không ai có thể ngang bằng Đức Phật huống là hơn, thế nên Bát Nhã Ba La Mật vì sự vô đẳng đẳng mà phát khởi. Ngài Tu Bồ Đề thưa, bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật chỉ vì Pháp của Phật, Pháp của Như Lai, Pháp của Đấng Tự Nhiên, Pháp của Bậc Nhất Thiết Trí, là sự bất khả tư nghì, bất khả xưng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng mà phát khởi ư? Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề, Đúng như vậy, Pháp của Phật, của Như Lai, của đấng tự nhiên, của bậc nhất thiết trí là sự bất khả tư nghì, bất khả xưng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng. Sắc thọ, tưởng, hành, thức nhẫn đến nhất thiết chủng trí, pháp tánh, pháp tướng đều cũng bất khả tư nghì, bất khả xưng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng. Trong đây, tâm và tâm đều bất khả đắc. Lại này Tu Bồ Đề, vì sắc bất khả đắc nhẫn đến nhất thiết chủng trí bất khả đắc nên sắc nhẫn đến nhất thiết chủng trí đều bất khả nghi, bất khả xưng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng. Ngài Tu Bồ Đề thưa, bạch Đức Thế Tôn, do đâu mà vì sắc bất khả đắc nên sắc bất khả tư nghì, đến vô đẳng đẳng. Nhẫn đến do đâu mà vì nhất thiết chủng trí bất khả đắc nên nhất thiết chủng trí bất khả tư nghì đến vô đẳng đẳng. Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề, vì không ai có thể lường được sắc nhẫn đến không ai có thể lường được nhất thiết chủng trí nên sắc bất khả đắc nhẫn đến nhất thiết chủng trí bất khả đắc. Tại sao vậy? Này Tu Bồ Đề, vì sắc tướng bất khả tư nghì nên không ai lường được nhẫn đến, vì sắc tướng vô đẳng đẳng nên không ai lường được. Vì nhất thiết chủng trí bất khả tư nghì nên không ai lường được nhẫn đến, vì nhất thiết chủng trí vô đẳng đẳng nên không ai lường được. Này Tu Bồ Đề, ý của ông thế nào? Trong bất khả tư nghì đến trong vô đẳng đẳng chừng có thể được chăng? Sắc thọ tưởng, hành, thức đến nhất thiết chủng trí chừng có thể được chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Thế nên, này Tu Bồ Đề, tất cả pháp đều bất khả tư nghì nhẫn đến cũng đều vô đẳng đẳng. Này Tu Bồ Đề, Phật pháp đầy bất khả tư nghì, bất khả xưng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng. Đây gọi là Phật pháp bất khả tư nghì nhẫn đến gọi là vô đẳng đẳng. Này Tu Bồ Đề, Phật pháp bất khả tư nghì vì quá tư nghì vậy. Phật pháp bất xưng vì quá xưng vậy. Phật pháp bất khả lượng vì quá lượng vậy. Phật pháp vô đẳng đẳng vì quá đẳng đẳng vậy. Này Tu Bồ Đề, do đây nên tất cả pháp bất khả tư nghì đến vô đẳng đẳng. Này Tu Bồ Đề, bất khả tư nghì là gọi nghĩa ấy bất khả tư nghì, bất khả xưng là gọi nghĩa ấy bất khả xưng, bất khả lượng là gọi nghĩa ấy bất khả lượng, vô đẳng đẳng là gọi nghĩa ấy vô đẳng đẳng. Này Tu Bồ Đề, pháp của chư Phật đây bất khả tư nghì đến vô đẳng đẳng. Bất khả tư nghì như hư không bất khả tư nghì, bất khả xưng như hư không bất khả xưng, bất khả lượng như hư không bất khả lượng, vô đẳng đẳng như hư không vô đẳng đẳng. Này Tu Bồ Đề, đây gọi là Phật pháp bất khả tư nghì nhẫn đến vô đẳng đẳng. Phật pháp vô lượng như vậy, tất cả trời, người A-tu-la không ai có thể tính lường nghĩ bàn được. Lúc Đức Phật nói phẩm Phật pháp bất khả tư nghì, bất khả xưng, vô lượng, vô đẳng đẳng này, có 500 tỳ kheo và 20 tỳ kheo ni vì chẳng thọ tất cả pháp nên phiền não hết. Tâm được giải thoát, chứng A-la-hán, 6 môn yêu bà tắc và 3 môn yêu bà di xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh, 20 đại Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, sẽ được thọ ký trong hiền kiếp này. Hết quyển 1. Hết phẩm 49. Ghi chú. Hành giả sẽ có nhiều lợi ích khi nghe kinh một cách tích cực bằng cách đọc theo với một giọng ôn hòa, và đi trên máy đi bộ thật chậm để luôn tỉnh giác, tránh thụy miên, hôn trầm. Mong muốn làm được điều tốt là bước đầu tiên để có thể làm được điều tốt, bất chấp ta có làm được việc tốt hay không. Điều này cũng áp dụng cho việc thề nguyện mong ước trở thành Phật. Đó là lý do cho sự thề nguyện cứu độ chúng sanh của Bồ Tát Hạnh cũng nên lặp lại là bất chấp việc thề nguyện đó có làm được hay không. Mong muốn làm được điều tốt càng lớn mạnh vững chắc tăng trưởng thiện căn, nhờ vào ghi chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, thuyết giảng.